Xin chào các bạn đã đến với channel game của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi Far Cry 5. Nay mình đi với ông Huck Dropman các bạn. Thì hiện tại tình hình dịch bệnh ở Bình Dương nó đang căng thẳng các bạn. Mình không có đi làm tới công ty được nên ở nhà cố gắng cày cái Far Cry 5 luôn. Thì các bạn thấy game này hay cho mình một subscribe, một like, một comment nha. Thì các bạn ơi, thì mình ở đây có mấy cái nhiệm vụ này mình chưa làm. Bây giờ hôm nay lấy tiền đi. Còn cái xác này chứa cái gì? Chắc là tiền đây. Tiền luôn. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ vô đây mình nhận cái nhiệm vụ này, coi cái nhiệm vụ gì nha. Ok. We got one big job around here, and that's to stop Faith. She took everything from me. My job, my marriage, even my son. Rồi ông này ông nói là có một thằng nào đó nó lấy đi tất cả những thứ gì cũng có, gia đình của ổng. We're a team that helps each other. I need your help right now, deputy. You know about our water treatment plant? The cult took it and started pumping it full of bliss. You believe that? Right into the drinking water. Ok, mình sẽ đi tới cái nhà máy xử lý nước thải. Mình sẽ đi tới nhà máy xử lý nước thải đó. Là mình tới đó mình đánh cái tụi đó, tụi giáo phái. Rồi bây giờ ủa, cái đường hồi nãy là đường đi nãy đâu ta? Tụi giáo phái này nó đang hoành hành, nó đã đóng chiếm cái nhà máy xử lý nước thải rồi. Bây giờ mình sẽ lấy xe ở đây các bạn ơi. Mình sẽ lấy cái xe gì mạnh mạnh coi. Cái xe có cái súng hộ vệ nè. Đâu cái xe đây nè. Ok các bạn ơi, mình sẽ lấy xe này nha. Mình sẽ cho ông hết. Ông ở trên xe, ông cầm súng hộ vệ nha. Ok, bây giờ mình sẽ định vị cái vị trí nhà máy nước thải trên đường chỗ nào nha. Đây. Ok. Hey, no. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu chuyến hành trình. Quãng đường khoảng là gần 2000 mét nha. Mình sẽ tống ga đi cho nhanh nhanh lên. Này, ơi, con ác kìa. Mà chết chưa? Xả súng nó đi. Nó qua luôn rồi. Ôi, bọn ác kìa, quá trời. Mày chết. Mày đụng nó luôn. Rồi nó chết rồi. Nó chết rồi. Bây giờ là cảnh ban ngày. Rất là đẹp các bạn, ánh sáng đầy đủ. Thông thường là ban đêm thì tối. Giống như là bây giờ đang giờ trưa. Ê, có con thú rừng gì kìa. Ôi, con nai đó là con nai ma của bọn đó. Cái bọn giáo phái nó thường hay có những cái loại động vật, con người giống như là hồn ma nó hiện lên. Nó có cái bốc khói đó, kêu là cái xác sống. Ui. Rồi nếu như các bạn thấy video này hay thì vui lòng cho mình một subscribe, một like, một comment nhé. Hi guys, if you see that this video is interesting, please don't forget to give me a subscribe, a like and a comment to my video. Thank you very much. Wow. Đây là cái đám phúc của bọn nó chồng. Bọn giáo phái đó. Nhiệm vụ của mình cũng là tiêu diệt cái đám thuốc đó. Bởi vì cái đám thuốc đó nó tạo ra cái thuốc beast nó gây say á. Ôi, bọn giáo phái này.
nó qua luôn rồi. Oh, wow. Rồi sắp vô tới cái nhà máy xử lý nước thải các bạn. À, khoan khoan, mình dừng lại đi. Mình sẽ xuống xe ở đây nha. Tại vì mình sẽ thận trọng đi dò từng bước. Không thể nào mà đâm xe vô đó thì nó sẽ phát hiện mình sẽ hỏng kế hoạch. Bây giờ nó kêu là phải tìm đường vào cái phòng bơm. Find a way to get to the pump rooms. Trước tiên thì mình sẽ coi cái bọn nó có đông người không. Thấy một thằng mà kìa. Như là chỗ này nó cũng cái gì trên nóc nhà ta chiếu chiếu ta. À mình thấy rồi. Trên nóc nhà đó là cái thằng canh gác các bạn ơi. Bây giờ không biết mình bắn thằng này từ xa được không nữa. Đây đây đây, có một thằng đi dưới nữa kìa. Ô bây giờ mình sẽ chơi luôn. Nó lựu đạn rồi đó. Khoan, để mình dùng tên cung tên trước. Có được không nha. Chết mẹ là không được rồi. Vậy là nó sẽ phát hiện ra rồi. Mày, trời ơi. Nó thấy mình rồi. Tấn công thôi. Tấn công thôi. Mày, hả? Mày, mạnh sát. Đúng khủng rồi, sao mày chơi lại tao. Mày, hả? Ơi, nó thấy rồi. Mạnh sát, bật máu luôn. Ho ho. Đấy. Mày, hả? Ông hớt thiệt lợi hại quá đi, ông hớt. Cái vũ khí rất là... Đây. Mạnh sát. Không biết là nó kêu diện binh không. Coi còn thằng nào không. Bây giờ là mấy cái phòng này mình không vào được các bạn. Mình phải à đây là cái cầu dao mà mình có thể là cái cầu dao để tắt nước. Đây thấy không, đây là nó nước nó đã cạn. Bây giờ mình sẽ tìm cách mình vô. No no. Mình suy nghĩ là khi mà mình bơm thì mình đóng cầu dao thì nó sẽ... Oh my god. Mình đóng cầu dao đó thì nước nó sẽ rút. Mà mình sẽ lặn xuống trong cái thời gian mà nước rút đó. Để mà mình tìm ra cái chỗ đi vào phòng bơm. Bây giờ mình sẽ đi lại đó mình đóng cầu dao một lần nữa các bạn. Đây. Ở chỗ này chúng ta. Đây. Đóng một lần nữa nha. Rồi nó đèn xanh rồi. Để mình xem chỗ nào. Đấy nước nó đang rút. Vẫn chưa thấy lối vào ta. À mà thấy một cái lỗ này không biết đúng không phải nó không. Cái lỗ này kìa. Có thể là lối này đây. Ê nước ngập. Cố gắng lên, cố gắng lên.
À, có thể đây là phòng bơm nè các bạn. Có thể là chỗ này nha. Giờ leo lên cầu thang này coi. Con yêu quái này đụng đâu cũng gặp nó chứ. Mình thề là mình sẽ tiêu diệt cái căn cái con nhỏ này. Nó là ma quỷ. May hả? Ui da. Lấy đồ cái đi. Ok, mình đã phá cái hệ thống bơm ở đây rồi. Bọn quái vật tới nữa rồi. May hả? May sao mày? Bọn quái vật nó tới. Tóm lại là một phòng bơm đã bị tiêu diệt. Bây giờ mình sẽ tắt một phòng bơm này. Ê, nhưng mà bọn quái vật tới rồi. Bọn giáo phái. Ôi. Ai vậy? Ai vậy? Nó bắn gì? Ôi, chưa thấy nó ở đâu. Bắn rồi. Nó trên đó kìa. Này hả? Ông hất dao trong xử lý mấy người đó. Giờ tôi cố gắng tôi đi phá những cái hồ khác nha. Trời ơi, ông chết nữa rồi. Chán ghê chưa? À, đây nè. Đúng rồi. Buồn quá, ông bị thương rồi. Nhưng mà bây giờ có thể là mình cần phải kêu người khác tới đây. Ôi chết rồi, chỗ này lên đường nào ta? Mình không có kêu lên nha. Đây. Thằng bây giờ ông. Mình ra ngoài không được rồi, bây giờ mình trước tiên mình phải phá hệ thống bơm nữa các bạn. Khoan, trước tiên vậy thì mình sẽ cần phải kêu một người khác. Đó là mình kêu con nhỏ này nè, con nhỏ này cũng có tài bắn xa. Bây giờ thay thế ổng rồi, ổng bị thương rồi. Bây giờ mình sẽ bành sát, phá mấy cái máy bơm đi. Rồi coi như là máy bơm bị phá rồi các bạn. Rồi coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nha. Nhưng mà bây giờ tụi nó còn bên ngoài quá trời kìa. Trời ơi trời, nó nạp đạn, trời chắc chết quá. Nạp từng viên chắc kiểu mà chết. Ăn lựu đạn đi con. Trời ơi, cái súng này chậm quá má ơi. Ăn lũ đạn. Ừ. Chết rồi. Chạy thôi. Ôi trời ơi. Chết rồi. Mẹ con nhỏ kia không tới hả? Ui da. Coi như phá quỷ rồi, giờ vô lấy đồ đi. Tức quá, lại bị đi mất mạng. Cái gì đây rồi? Bị ma ám nữa rồi. Nó lạc vô thế giới của con quần què này, tới ngày nó dụ mình. Ê da. Nè, ta phải tiêu diệt mày. Rất là ghét cái con nhỏ này nha. Tại vì cái hồn ma nó cứ hiện ra khắp nơi nha. Fuck you. Did you think? The piggy's in the control room. Rook, anyone? We're under attack. No! Hold him back. Bà mẹ nó gặp con nhỏ ma nó nữa rồi. Cố gắng mà tiêu diệt nó đi. Rồi.
Bây giờ quay về cái quyền county của mình nè. Kêu một đồng minh ra cái. Rồi. Ở đây không có đồng minh rồi các bạn ơi. Bây giờ giống như là vào cái thử thách mới rồi. Bây giờ coi như là cái bài học là mình phải đi vào cái nhà tù này. Trời ơi, con mẹ nó. Mẹ. Trời ơi. Tiếu rồi. Ôi. Xàm quá, đáng lẽ nó phải cho mình làm hết cái nhiệm vụ đó nó mới chuyển ra cái nhiệm vụ ma ám mà con mẹ nó. Bây giờ mình sẽ dùng cái cú đấm này nè. Bà mày. Mình sẽ uống thuốc tăng lực nha. Mẹ nó. Quá trời nó nhắm lên cho đi. Mày. Trời ơi, một bay kìa. Đấm. Mày ăn đấm. Đường này vô được không đây? Không vô được rồi. Ê, nó được mình. Đấm. Trời ơi, nó đang dí mà nó đang bắn mình kìa. À mày nè. Vô đường nào đây ta? Mình phải tìm một cái cầu thang nha. Mình thấy bên đây nó có ánh sáng nè. Không vô được nha. Mình vô đường nào đây ta? Đây, băng qua đây kìa. À, thấy một thằng canh gác mà kìa. Mà bọn giáo phái rồi. Mày hả? Nó chết. Ui, nó đang nhắm mình. Đây. Ôi, no. Ui, nó bắn mình. Mình thấy rồi. Nó đang ở trên nóc nhà, mình thấy nó rồi. Ôi, nó một thằng nữa kìa. No. Mày. Tao chết rồi. Bây giờ mình phải tìm đường lên nóc nhà các bạn. Đây, đường nào đây? Get inside the prison. Vào nhà tù thôi. Không được nha. Vẫn chưa được nè. Ok, lên được chỗ này rồi. No. Ok, có thể lên lối này được.
mình sẽ... Ôi, còn thằng nào đang nhắm mình. Má ơi, nó nhắm mình. Ui, ui, no, no, no. Còn mũi cái, còn mũi cái. Bẻ cổ. Mẹ cho mày ăn lũ đạn mà. Chết mẹ mà chưa. Trời ơi chết người rồi. Có người dân ở đây nữa. Mày. Bắn sát. Rồi, xong. Mình sẽ xuống đây mình gặp cái con nhỏ này kìa. Something happened with Virgil and the marshal, and then everything went nuts. They got the sheriff, Rook. They got everyone. We're in trouble. Nó bắt người nhiều quá rồi. The gate's locked. One of those fuckers out there has the key. Hurry. Giờ mình phải tìm chìa khóa các bạn ơi. Cửa cổng này nó bị đóng rồi. Chìa khóa nằm đâu nhỉ? Lục túi mấy thằng này coi. Thằng nào có chìa khóa? Find the key. Chưa có chìa khóa đâu. Chờ tí xíu. Đây đây cái gì đây? Mấy thằng này. No 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 không phải. Thằng này có không? Không có nè. Find the key. Where the hell is the key? À đây đây thằng này. No no no. Ok, mình sẽ mở cửa, thả con TC. Giải phóng đi. Ôi trời ơi, ông này bị đánh chết rồi. Hồi nãy ông cho mình nhiệm vụ nè. So, sorry. Còn thở không? Thì chết rồi. Thấy cái hành động là biết chết rồi. Sorry nha, tôi về trễ quá, tôi không cứu được ông rồi. Coi như là cái quyền Hope bị nó tấn công một lần nữa đó các bạn. Thôi cho qua cảnh này đi. Coi như là mình giúp ông này tấn công vô cái trạm xử lý nước thải thì làm xong nhiệm vụ cho ổng thì ổng cũng vừa chết. Rồi ổng chết rồi. Bây giờ cuối cùng là phải đi đối mặt với cái tội giáo phái rồi các bạn. Giờ là lúc này mình sẽ đấu boss giống với con nhỏ này nè. Now you see.
to me. Parasite. I'll show you a world you never dreamed lost. Possible. Bây giờ mình phải đi tìm con nhỏ ma nữ này các bạn. Lần này là mình phải tiêu diệt nó. Ai vậy? Thế giới thiệt là ma mị quá. Đây, con nhỏ này, chính nó này. Mình rất là ghét nó nha. Tại vì lúc mà mình đi đánh á, lâu lâu cái hồn ma nó cứ hiện ra. Bỏ qua nè. Mày ở đâu? Mày yêu nhỏ ma không mà. Yêu quái này. Mày oh no no. So I will knock down that wall. Mẹ nó. Mày cảnh sát mày chưa? Nó thả ra một bay. Tụi cương thi của nó đi được mình đấy. Trời ơi. Súng gì vậy? Mày. Yêu tinh. Con yêu tinh ơi. Nè con yêu tinh này. Con yêu tinh này. Ôi ơi. Đánh mình, nó đánh mình. Không bị thua được. No. Mày hả? No. Còn yêu tinh. Mày hả yêu tinh? Mày yêu tinh. Ôi, no. Đừng chết nha. Rồi đây nó đánh mình. Mày hả yêu tinh. Mày. Đâu rồi? Mày đâu rồi? Mày hiện ra. Mày hiện ra. Oh no. Oh my god. No. You can't do that. You can't do that. You lie. No, không thể chết, không thể chết được. Phải đấu. Ôi ơi. Quýnh hoài vậy? Ha, chạy thôi. Ha, đạn gì hết hoài vậy? Oh no. Oh no. Rồi, chết rồi. À, cầm cái súng này đi chậm quá. À, bây giờ quay lại đánh con đĩa ngựa lại mới được. Đĩa ngựa yêu tinh nè. À, tức quá. Đây. Mẹ nó mất nửa máu rồi. Bây giờ mình lấy lựu đạn thêm này. Mẹ mày nói nhiều quá. Mày nói nhiều quá, mẹ mày đi. Con yêu quái. Oh no.
mình phải dùng cái gì? Mình tăng tốc, đúng rồi. Tăng sức mạnh lên, tăng tốc. Ủa? Ở chỗ nào đây? Oh no 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 no. Chưa được, mình phải bắn cái quái này. Má nó đâu rồi? Đây. Mẹ mày. Con yêu quái. Mày. Trời ơi, nó lập đạn đó trời. Má cái súng gì hết đạn hoài vậy? Mẹ mày con yêu quái này. Ghét con yêu quái này. Má. Mẹ mày yêu quái. Mẹ mày yêu quái. Mày sắp chết rồi. Mày hả con bị nha mày. It's not my fault. None of this was my fault. Mày. Think I wanted this? He plied me with drugs. He threatened me. Mày nói nhiều quá. Đâu rồi? Con mẹ mày. Trời ơi, nó nạp đạn nữa. Má cái súng que gì nạp đạn qua vậy? Mẹ mày. You strike, but you cannot destroy what he created. Má cái súng. Mày. Ôi no, đừng chết nha. Nó sắp chết rồi. Mẹ mày. Ủa má, súng này nạp đạn hoài. Bắn chút xíu hết đạn à. Mày hả mày. Trời ơi, nó sắp hết máu rồi. Mẹ mày. Mẹ không destroy, tao destroy mày nè. Trời ơi, má cái súng què này. Chết rồi. Vậy là nó chết rồi. Mày nói nhiều quá. Tao biết tao phải làm gì chứ. Joseph believes he's our savior. Gớm quá, chết mẹ đi. Nó nhiều quá. Rồi, cái vụ gì nữa đây? Bây giờ phải chạy vô cái đường hầm. Đường hầm của cái tội giáo phái. Tại sao bây giờ tước đoạt vũ khí hết rồi, không còn vũ khí nữa. À, giờ phải đấu một thử thách mạnh rồi. Phải tìm thấy cái viên cảnh sát trưởng nha. Cái quái gì thế này. Cái đéo gì thế này. Trời ơi là trời. Ông này bị điên rồi. Hay là ma nó giả đây. Nghi lắm. I don't have much time, bro. Trời đất ơi. Sao đây? Bây giờ cứu ổng thôi. No. Bây giờ là nhiệm vụ tiếp theo, mình phải ngăn chặn nó sản xuất những loại thuốc đó. Stop the blitz production. Đây, cửa vào đây.
mở cửa vô đi. Nhanh nhanh thôi các bạn. Đây đây. Quá trời. Máy móc của nó kìa. Mày. Phanh sát. Phanh sát. Giờ phải phá cái máy này. Trời ơi. No no. À, nó máy cứng như vậy, dặn nhanh. Em lên, em lên. Ui. Trốn, trốn, trốn đi thôi. Nó bắn mình quá. Trời ơi, không còn một hộp máu nữa, chắc chết quá. Mẹ mày. Lũ đạn này ăn đi con. Còn thằng nào ở trên nữa. Mình phải cố gắng mình phá bằng cái máy này. Ngăn chặn lại. Ok, một máy nữa rồi. Ơi ơi. Chết rồi. À, vậy là phải bắn hết cái bọn giáo phái đó là mình mới tới mình tắt mấy máy được. Tức quá, không có đem cái súng rifle đi theo. Lấy súng rifle của tụi nó mới được. Quá này. À. Súng này bắn chậm quá. Tuy là mạnh nhưng mà nó chậm quá. Má. Súng này. Trời ơi trời, chậm animation, chậm quá. Nhanh nhanh lên. Để coi mình có điểm, mình được 10 điểm thớt hả? Mẹ nó. Trời tiếc quá. Tiếc với mẹ mày. Mình phải leo lên chỗ này các bạn ơi. Trời ơi. Woo, no. Banh sát như mẹ tụi bay. Mẹ. Mẹ mày. Nhiều máy quá. Tí mẹ mày ăn lũ đạn mà con. Tí mẹ mày. Làm dài quá cho mày. Thấy mẹ mày. Ủa mẹ mày. Mẹ mày. Mẹ tụi bay. Còn thằng nào lú ra. Mày mày banh sát mà chưa. Mẹ tụi bay. Mẹ này. Tỉ mẹ mày lú ra. Ăn lũ đạn rồi cái chắc rồi. Mày. Còn thằng nào không. Mẹ tôi quyết định tiêu diệt tụi bay. Sau đó tao sẽ tắt máy tụi bay. Từ từ. À, bây giờ mình suy nghĩ là mình lấy. Khoan mình lên. Đúng rồi. Mình suy nghĩ là mình sẽ lấy cái súng này các bạn. Không, không, không. Vì cung này. Tại vì cung thì mình có cái thuốc nổ nè. Còn thằng nào dưới đây không? Rồi, bây giờ mình sẽ đi tắt máy từng cái. Tụi nó chết hết rồi. Cái. Một máy nó ra nữa rồi. Ở đây một cái nữa. Ê. Hai cái. Giờ tụi nó ra thì mà sao á. Central valves overloading. Mày, mày. Warning. Central valves overloading.
một cái nữa là 4/5 rồi. Bây giờ xong cái này còn cái cuối cùng nữa. À đây rồi, cái cuối cùng đây. May hả mày thằng chó. May hả, chết mẹ ơi. May hả mày, chết rồi. Cái cuối cùng đây. Yeah, đừng đừng đừng. No 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 no. Xong rồi, xong rồi. Ồ má, bọn khốn nạn nó lên đó nó bắn pha. Nó bắn mình kìa. Mày. Mày, trời ơi trời, mình bị dội đạn. Núp 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 thôi, núp thôi. Mày á mày, mày chết bà mày đi. Mày á mày. Thôi mở cửa đi thôi. Giọt, giọt, giọt. Ý, nó đang bắn mình. Ê, đừng chết nha, đừng chết nha. Lấy đạn, lấy đạn. Ok. Destroy the central pump. Bây giờ phải phá hủy trung tâm bơm của nó. Trời ơi, tụi mẹ, tụi này nó còn theo mình nữa kìa. Mày hay mày thằng chó. Ê, nó còn đi theo. Ủa má mày. Mày còn đi theo. Mày sao mày. Má nó còn sống kìa. Mày sao mày còn sống hả mày. Ủa má cho mày cháy nè. Mày hả mày thằng chó. Chứ sao còn thằng nào không. Ok. Ui, nó còn kìa. Mày hả mày. Tạo dầu quả bơm nó đâu khoan rồi thầy thấy mẹ mày. Tí mẹ mày. Mày hả mày. Mày tiêu diệt tụi bay nè. Ôi nó còn sống kìa. Tí mẹ mày, nó còn sống nè. Ôi da thằng nào bắn mình. Ôi no no, đừng để cho chết nha. Mày hả mày, nó chết chưa. Thằng này sống dai thì manh xác. Thằng nào nữa đây. Ôi mày hả mày. Ủa mà nó chết chưa. Còn thằng nào nữa không. Warning. Central valves overloaded. All security locks now offline. Bây giờ mình phải. Trời ơi trời, bắn đạn này nó giỏi quá. Rồi, mình đã tiêu hủy hết những cái máy bơm nó thành công rồi. Bây giờ mình phải đi đến cái trạm silo thôi các bạn. Mình phải lấy mớ đạn được, bây giờ mình đã hết đạn rồi. Có đạn lên rồi nha. Ê, bọn nó quá đông kìa. Núp bên kia. Mẹ tụi bay. Mẹ tụi bay. Mẹ tụi bay. Ôi ơ, bọn ác kìa. Chết mẹ, lựu đạn. Mày ăn lựu đạn đi. Cái thằng này nó súng cối. Súng cối nha mày. Rồi xong một thằng súng cối.
A nè. Mày cối. Ôi ôi ôi, nó thấy mình rồi. Mày gần tao hả mày? Oh no no no. À, một thằng súng cối nó ra nữa. Anh sát một tên. Ê, cái thằng súng cối nó chưa chết nha. Nó bị lửa cháy rồi. Oh no no no, thôi, thôi. Không được. Mình đứng ngay cái vòi lửa, chết mẹ không. Ok, lấy xuống này nha. Còn thằng nào không lú ra, thằng nào. Quá hồi hộp rồi, bây giờ mình phải thoát khỏi cái tầng hầm này nha. Khỏi cái băng cơ này. Còn thằng nào không? À, nhìn nó la ghê quá, nó nở ở đâu vậy? Ủa, làm sao lên trên đây? Đây, đây, đây. Banh sát nè. Quá rồi, khó khăn quá. Lối nào đâu. Một thằng. Chạy thôi. Thoát thôi. Sắp thoát ra ngoài được rồi, căng quá các bạn ơi. Quá căng quá, mình quên bình luận luôn. Đây. Cửa cuối cùng. Nhanh đi, trời ơi. Nó sắp nổ tung rồi, chạy thôi. Oh no. Chạy thôi. Rồi, xong. Rồi, mình đoán nó sẽ nổ tung hết các bạn. Sau khi mình đánh xong với con boss phù thủy đó. Nói chung là bây giờ nguyên một cái địa hạt Herben đó là đã được giải phóng. Và mình đã tiêu diệt được cái con phù thủy, con của ông Joseph Seed. Như vậy là còn một tên boss cuối cùng. Rồi, âm thanh bình yên nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tái lập lại cuộc sống. Yeah, well, I feel like it too. Need help getting back inside? Hell no, I'll manage. I didn't think you could pull this off. Vậy là cuối cùng là mình vẫn đã cứu được ông này, coi như là ông cảnh sát trưởng. Rồi bây giờ ông Joseph cũng đang than phiền. Ok các bạn, mình sẽ tạm dừng video tại đây nha. Nếu các bạn thấy video này hay, vui lòng cho mình subscribe, like, một comment nha.